Rồi video sáng nay Trình giao lưu và chia sẻ với mọi người một cái cây mai bonsai. Cây mai này là mai cúc kết lâu năm rồi, cây nó thuần chậu rồi. Chậu này lọt lòng gần 30. Cây có một cái bộ đế như một cái công thành này nè. Đấy. Đế rợ nó dang như công thành rồi. Tầm một gang tay nha. Đó, nó trái tầm một gang tay. Cây này cốt thấy nó vậy cho nên cây nó dè rồi. Ai vật chất nó lâu năm rồi nó liên lạc như cây rinh rồi nè này. Không. Đây là cái hoa của nó trên cây. Hoa này. Đấy. Rất là xuất sắc nha. Đấy. Mọi người thấy nó đơm lá cánh nó rất rõ ràng không? Hoa cực kỳ đẹp. Xong nó dùng bồng gừa đầm lớp cánh nó rõ ràng sắc nét, giờ nó nấp dưới này nè mọi người, cho nên là mình không có phát hiện ra. Sáng nay mình đi giờ nó ngừng gió, chờ trời ngừng gió mình đi dạo vườn thì mình thấy nó nở thì mình chia sẻ lại. Đó. Chia sẻ cho anh em nào có thích cái mạch kho này thì giao lưu ha. Chung có mạch kho thì mình là làm tư liệu nó dễ hơn, anh em cũng hình dung là cho nó rõ ràng hơn. Cởi đóng các cái nút nụ nó rất là ok, nút nụ trên các đầu chi đầu cành. Cái dáng thớ đây lột lột lé ra mình thấy dáng thớ nó quái lắm, mình đi thân quái. Cái này đỡ bằng trèo ok lắm nha nè, chân đỡ bằng trèo ok. Rồi thì cái này mình giao lưu với mọi người giá 1.200.000. Anh em nào có nhu cầu liên hệ đến số điện thoại 0849020790 nha. Cái đỡ rỡ rồi, dàn trái rất là đẹp. Cái giống này lá thon dài, giống cúc này nó vậy thôi. Đấy, cũng giống như cái đây này. Đó. Ba cây này ghép cùng một loại của nó. Cây nào cây nó đỡ đấm đâu cũng dữ dằn hết. Có mấy kho đó mọi người dễ hình dung hơn ha. Cái này nó bự hơn, cái này nó bự còn hơn nhiều gấp mấy lần hai cây kia. Chung những cái cây mai bonsai. Không, đỡ rỡ mềm hơn. Nó trải khắp tất cả các mạch của nó luôn. Đó. Trải đều tứ diện hết. Đỡ rỡ này dữ dằn lắm. Không đơn giản đâu. Rồi, anh em nào mua combo 3 cây này thì mình giao lưu giá 7.500.000 nha. 7.500.000 còn bỏ 3 cây luôn, còn gốc đỡ khủng hết đỡ nôm. Đấy, cây này phải nói nó không có gốc đỡ nó quái nôm, tiếp tục giống đẹp hết. Rồi mình chia sẻ cái mạch hoa đây một lần nữa mình kết thúc video luôn. Hoa đầm rất đẹp, bông to, đầm cánh rất là tròn, xếp lớp nhìn cái viền cánh nó xếp với nhau thành một vòng tròn nó rất đẹp.